Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của ông Thanh Đức Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip thông báo hàng về của buổi tối ngày 29 tháng 8 năm 2020. Vâng, ngày hôm nay cửa hàng có tiếp tục cập nhật những sản phẩm về audio và những chiếc quạt là hàng sưu tầm bên cửa hàng cung cấp. Và bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì vẫn còn rất nhiều những sản phẩm là audio cũng như những chiếc quạt hàng trưng bày, hàng sưu tầm và những chiếc đài bên cửa hàng vẫn sẵn hàng. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Trước màn hình ống kính quý vị và các bạn đang được nhìn thấy những sản phẩm về trong ngày hôm nay. Cửa hàng có cập nhật được 3 chiếc quạt về với cửa hàng và 5 chiếc lọc điện. 5 chiếc lọc điện sạch và trong đó thì có duy nhất một chiếc đầu băng cối tự hành Sony TC630, chiếc thứ tư cập bến với cửa hàng. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết những modem về trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi clip hàng ngày và có thể vui lòng nhấn nút đăng ký giúp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để quý khách hàng có thể cập nhật được những thông tin mới nhất, nhanh nhất hàng ngày. Và bên cửa hàng thì vẫn sẵn hàng những chiếc mâm than và những chiếc đầu CD cao cấp như Acophay DP430 và Omni E560, những chiếc mâm than, những chiếc Omni Duckman bên cửa hàng vẫn sẵn hàng. Những chiếc đầu băng cối bên cửa hàng đang rất nhiều hàng luôn. Vâng, ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đang được nhìn thấy 3 chiếc quạt mới về. Một chiếc mang mã số 266, 267 và 268. Vâng, chiếc bên ngoài cùng là 264 về với cửa hàng hôm trước rồi. Chiếc này thì có sẻ cánh 30. Chiếc quạt la chạm tắt mang mã số 264 còn rất mới và đẹp luôn. Lồng rất đẹp rồi. Cánh 30. Quý vị và các bạn chỉ cần nhìn theo dõi mỗi clip bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh quay thôi là biết sản phẩm quá chất, quá đẹp rồi. Cánh 30 nhé. Cánh xoắn sâu. Cắt gió rất tốt và rất là mát. Vâng, để nói về những chiếc quạt Nhật thì là những ông vua của những chiếc quạt rồi. Ông vua của gió rồi. Siêu gió luôn và rất là êm. Đây là sản phẩm về trong ngày hôm nay. Cửa hàng xin gửi tới quý khách hàng đây. Chiếc quạt mang mã số 266. Chiếc quạt này thì đã được bác khách hàng chốt đơn rồi. Là anh Nhạc đến từ Vũng Tàu. Bác đã chốt và cửa hàng đang chờ sản phẩm là chiếc nguồn về thì cửa hàng sẽ lắp và gửi cho anh sau. Và theo thông báo của cửa hàng thì khi anh Nhạc có nhu cầu hỏi về sản phẩm về thì cửa hàng cũng chưa cả đăng Zalo luôn, thì cửa hàng cũng đã chụp hình gửi cho anh. Thì chiếc quạt này đã được khách chốt nhá. Anh Nhạc đến từ Vũng Tàu. Mai cửa hàng sẽ lắp nguồn và gửi hàng cho anh. Chiếc quạt này thì mang mã số 266, mới về trong buổi chiều của ngày hôm qua đây. Có sải cánh 30 và lồng của sản phẩm thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy độ mới rồi. Cánh 30, logo của sản phẩm đây, quý vị và các bạn cũng nhìn thấy độ mới rất là trắng sáng luôn. Và cửa hàng cũng quay rất là chi tiết nhé, quý vị và các bạn không cần phải chụp hình. Các bác cũng đã biết về độ đẹp của sản phẩm rồi. Các bác thường xuyên theo dõi và thường xuyên mua những sản phẩm thì các bác cũng đã biết. 266 có hai đồng hồ phía trước. Tiếp theo thì đến một sản phẩm rất đặc biệt trong clip của ngày hôm nay. Cửa hàng muốn gửi tới quý khách hàng là một chiếc quạt mang trên mình một sải cánh 35. Sải cánh 35 và đây là chiếc Na Vương Miện. Chiếc Na Vương Miện về với cửa hàng ngày hôm nay thì quý vị và các bạn có thể cùng với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh quay chi tiết biết lồng cánh của sản phẩm thì cực kỳ là mới luôn này. Cánh 35 thì không hề dễ kiếm, cánh 30 thì thường xuyên cập bến với cửa hàng.
nhưng lại để là được lựa chọn một chiếc cánh tuyết thì quá là hiếm luôn. Đây là một sản phẩm đáng để chơi và đáng để sưu tầm. Rất đẹp nhá, cánh tuyết. Quá mới luôn. Mang mã số 267. Đây là một chiếc quạt na nắp nật. Na nắp nật được thiết kế 4 phím tốc độ gió 1, 2, 3 và 4 và hai đồng hồ phía trước tức năng và hẹn giờ. Mang mã số 267. Có sải cánh 35. Lồng rất mới luôn. Duy nhất có một chiếc, bác khách hàng nào có thể nhanh tay để sở hữu được sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với cô chủ shop hoặc có thể nhắn tin để chốt đơn. Tiếp theo đến một sản phẩm nữa trong ngày hôm nay là một chiếc quạt mang sải cánh 35 của hãng Brotel. Mang mã số 268, được thiết kế hai đồng hồ phía trước này và có 4 phím tốc độ gió Brotel nhé. Có sải cánh 35. Chiếc này là một chiếc lồng sơn, chiếc này là chiếc lồng mạ này. Rất là đẹp, rất mới luôn. Để lựa chọn được những chiếc quạt có mức tiền tập trung mà lại giá rất là hợp lý, cánh 35 rất hiếm có luôn. Mang mã số 268. Vâng, vậy ngày hôm nay cửa hàng đã thông báo những chiếc quạt về trong ngày. Cửa hàng sẽ lia máy quay lại cho quý vị và các bạn đang được nhìn thấy 4 chiếc quạt về trong ngày hôm qua và ngày hôm nay đây. 264, 266 và 268. Tiếp theo thì ngày hôm nay cửa hàng xin gửi tới quý khách hàng, cửa hàng có về được 5 chiếc lọc điện. 5 chiếc lọc điện, quý vị và các bạn đang được nhìn thấy 5 chiếc về trong ngày hôm nay. Dây nguồn thì cửa hàng đang để bên cạnh đây. Dây nguồn rất là lớn nhé. Hàng này của Mexico. Vâng, chơi âm thanh thì quý vị và các bạn nên sử dụng những thiết bị như lọc nguồn cách ni và những chiếc như trước màn hình ống kính quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Nằm những chiếc lọc điện về với cửa hàng ngày hôm nay thì rất là chất luôn, của hãng Mexico luôn nhé. Dây nguồn thì rất là lớn đấy. Dây nguồn này Mexico có 5 chiếc và nó có những màu khác nhau. Phía dưới thì là màu nâu, có 2 chiếc là màu cam này. 2 chiếc thì được thiết kế ổ màu cam. Vậy bác khách hàng nào lựa chọn những chiếc lọc điện này thì hãy liên hệ trực tiếp với cô chủ shop nhé. Giá thì dưới 4,5 triệu. Vâng, cửa hàng thì mới cắm thử có một chiếc ở phía thứ ba lên. Đây là những chiếc lọc điện sạch. Quý vị và các bạn chơi âm thanh thì nên sử dụng những sản phẩm như vậy. Ngày hôm nay cửa hàng có duy nhất được 5 chiếc thôi. Giá là dưới 4,2 triệu nhé, dưới 4,2 triệu. Rất nhiều ổ cắm luôn. Hàng Mexico. Tiếp theo thì đến sản phẩm nữa về trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn biết trong thời gian gần đây thì cửa hàng âm thanh Lê Hạnh có cập nhật được những chiếc đầu băng cối tự hành như 540 và 630. 630 thì cửa hàng cũng đã về được 3 chiếc rồi và đã được 3 vị khách hàng chốt đơn. Vị khách hàng đến từ anh Hảo đến từ Đồng Nai, anh Hảo đến từ Tuyên Quang cũng đã chốt một chiếc 630.
một vị khách hàng đến từ Phú Thọ chốt một chiếc hôm vừa rồi, và một bác khách hàng có địa chỉ tại miền trong, anh Hùng. Ba chiếc về hôm trước thì có hai chiếc là đang cầu điện và một chiếc được sử dụng 100V, và chiếc về trong ngày hôm nay thì cũng được sử dụng điện 100V, còn rất mới, rất đẹp luôn. Quý vị và các bạn cùng với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh trải nghiệm chiếc thứ tư cập bến với cửa hàng nhé. Quá là đẹp luôn. Đây cũng là sản phẩm mà được cửa hàng lựa chọn, chiếc thứ tư cập bến với cửa hàng, để lựa chọn được những chiếc đẹp mà Sony tự hành TC630. Quý vị và các bạn theo dõi clip thì biết bên cửa hàng cũng đã quảng cáo rất chi tiết chiếc đầu tiên cập bến với cửa hàng rồi. Vậy các bác khách hàng mà có nhu cầu sở hữu sản phẩm này thì trưng bày tại phòng audio, phòng khách hoặc là phòng ngủ thì tuyệt vời, bởi vì hai loa hai bên có dây rất là dài, các bác có thể để bất cứ chỗ nào cũng vẫn sử dụng được ok. Hàng thì rất mới, chiếc này thì được sử dụng điện 100V nhé. Vâng, mỗi chiếc thì có vẻ đẹp khác nhau, cửa hàng cũng đã quay chi tiết và thông báo cho quý vị và các bạn rồi. Giá thì dưới 18.500.000, dưới 18.500.000 nhé. Những sản phẩm này thì được chạy băng 7 này, băng 7 thì bên cửa hàng đang có đây này. Vâng, vị khách hàng đến từ Phú Thọ hôm trước thì anh khách hàng có chốt một bộ, chắc hình như là hôm nay vẫn chưa nhận được hàng và chưa thấy nhắn tin cho cửa hàng. Vậy ngày hôm nay thì cửa hàng tiếp tục cập nhật được một bộ Sony tự hành Citadel TC630, đẹp xuất sắc nhé. Vâng, được thiết kế hai đồng hồ vu ở giữa máy rất là đẹp. Sử dụng điện 100V nhé khách hàng nhé. Vâng, quý vị và các bạn đang được nhìn thấy bên cửa hàng ngày hôm nay thì có sưu tầm được hai sản phẩm, được hai sản phẩm luôn. Đây là sản phẩm ship Japan về nhé. Đây là sản phẩm đến từ đất nước Nhật Bản. Một trong hai chiếc bật lửa về trong ngày hôm nay là hai chiếc bật lửa ga hàng xưa, độc lạ và được thiết kế theo mẫu ô tô Jonjoy. Vâng, đây là sản phẩm cổ được ra đời thập niên 30-40, chất liệu kim loại và zin nguyên bản 100% nhé. Quý vị và các bạn có thể trưng bày hoặc dùng deco hoặc vẫn sử dụng được rất là ok. Vâng, rất là đặc biệt thì ngày hôm nay cửa hàng lại được sưu tầm hai chiếc bật lửa có sử dụng ga. Và quý vị và các bạn đang được nhìn thấy sản phẩm này thì được sản xuất năm 1980 nhé. Lấy mẫu của những chiếc xe ra đời năm thập niên 1930-1940, Jonjoy. Quý vị và các bạn đang được nhìn thấy mà sau bao nhiêu năm thì sản phẩm này vẫn còn nguyên thùng hộp, rất là quý và rất là hiếm luôn. Vâng, những sản phẩm này giá thành cũng rất là ok. Đây là những món đồ chơi, nhìn như đồ chơi trẻ con ấy nhưng mà nhìn rất là chất. Đều còn xốp sách đầy đủ. Chắc đây là một em Jonjoy. Ra đời năm 1934 thì phải đây. Vâng, và vẫn sử dụng được ok nhé. Đây là những sản phẩm sưu tầm, nhìn rất là lạ. Cô chủ shop cũng được nhìn thấy lần đầu tiên, bởi vì sản phẩm được nhìn thấy cái là đã rất là ưng rồi.
Bởi vì sản phẩm này lại còn nguyên thùng hộp luôn ạ. Có 2 chiếc. Vâng, 2 chiếc thì đều giá thành như nhau. Nhưng trước này thì cửa hàng chưa mở khóa phía dưới. Vẫn sử dụng ok. Mua trần đoàn hoàng. Phước bên cửa hàng thì có sưu tầm được 2 chiếc bật lửa đến từ đất nước Nhật Bản, được sử dụng ga, và đây là chuẩn hàng độc và cũng là hàng rất là hiếm, còn nguyên cả thùng hộp luôn. Và giấy tờ sổ sách của sản phẩm thì còn nguyên. Có duy nhất 2 chiếc. Bác khách hàng nào mà có nhu cầu sở hữu sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với cô chủ shop nhé. Vâng, tiếp theo thì quý vị và các bạn đang được nhìn thấy những chiếc đồng hồ vai bò bên cửa hàng. Vâng, chiếc này thì về với cửa hàng hôm trước rồi. Chiếc này là chiếc số 7. Chiếc này là chiếc số 7. Và về với cửa hàng ngày hôm nay thì có một chiếc đồng hồ để bàn Bnu của Đức. Vâng, chiếc này thì về với cửa hàng có size chung nhưng được thừa hưởng mặt số series lớn. Mặt số to rất là dễ nhìn và xem giờ rất là dễ. Số 5 mã cũng được thiết kế. Quý vị và các bạn đang được nhìn thấy gỗ bóng piano. Chiều cao là 40cm và chiều rộng là 22. Chạy quả lắc. Rất đẹp luôn. Cao 40 nhé, rộng 22. Chạy quả lắc. Số 5 mã. 30 phút đánh chuông một lần. Rất là đẹp luôn. Cửa hàng xin nhắc lại với quý khách hàng chiều cao là 40 để quý vị và các bạn có thể kê bày tại không gian nhà mình được hợp lý và bắt mắt hơn. Thì chiếc này thì cũng được thiết kế rất là sinh động và đẹp mắt. Thì ngày hôm nay có duy nhất một chiếc và chiều rộng thì là 22. Tiếp theo thì ngày hôm nay cửa hàng có cập nhật được một chiếc vai bò số 8 cập bến với cửa hàng, cũng đến từ đất nước Đức. Vâng, và chiếc này là chiếc số 8 và có chiều rộng là 58. Chiều cao của mặt là 24 và chiều sâu là 15. Vâng, cửa hàng cũng phải đo ra đây để đọc cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn để trưng bày tại không gian nhà mình. Chiếc này thì cũng được chạy quả lắc nhé. Và đặc biệt hơn thì đến từ đất nước Đức. Và chiếc này thì quý vị và các bạn đang được nhìn thấy này. Có cài luôn cả lên cót ở đây và quả lắc ở đây. Vâng, chiều dày thì là 15,
và chiều rộng là 58 và chiều cao của mặt là 24. Vâng, được thiết kế rất là đẹp luôn. Ba ổ cót là 15 phút điểm chuông một lần. Vâng, vậy ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đang được nhìn thấy bên cửa hàng thông báo những sản phẩm về trong ngày hôm nay. Có những sản phẩm như vậy. Vậy mọi thông tin chi tiết quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Và âm thanh Đức Hạnh xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.